đôi khi không phải là đích đến, mà hạnh phúc là một cuộc hành trình. Ai cũng sẽ có một cuộc hành trình hạnh phúc thật giá trị và ý nghĩa của riêng mình. Có thể là duyên, và cũng có thể chính vì định mệnh đã sắp đặt cho Minh và Huệ có thể gặp gỡ nhau giữa thế giới hàng tỷ người như thế này, mà không phải là một ai khác. Cả hai có duyên gặp nhau khi mà cả hai cùng là đồng nghiệp trong một công ty vào năm 2020. Ban đầu là những người xa lạ, dần dần họ có những sự kết nối, lắng nghe và thấu hiểu nhau, trở thành những người đồng hành cùng nhau vượt qua rất nhiều những thử thách và khó khăn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Để sau tất cả, cả hai chợt nhận ra rằng hạnh phúc chính là khi mà cả hai cùng đồng hành với nhau, cùng ở bên cạnh nhau. Câu chuyện của Minh và Huệ, sau tất cả, họ xứng đáng hạnh phúc bên nhau. Chàng trai lịch lãm trong bộ vest, một tràng vỗ tay để chào đón chú rể Minh Phan, thưa quý vị. Anh đã sẵn sàng để nắm tay Huệ là người vợ của mình để đi đến hết cuộc đời này chưa? Sẵn sàng. Và cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón cô dâu Huệ Nguyễn à. Chúng ta đã nhìn thấy khoảnh khắc bước vào lễ đường lúc này là cô dâu Huệ Nguyễn cùng người cha đáng kính của mình, đó là ba Mỹ. Có thể nói rằng người đàn ông yêu thương, chăm sóc cho Huệ từ những giai đoạn đầu thở bé, đó chính là ba Mỹ. Ba đã dành tất cả những điều trọn vẹn và tuyệt vời nhất cho cô con gái của mình. Và trong khoảnh khắc này, ba đang làm một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt, đó là gửi trao lại món tài sản vô giá của mình đến cho chàng rể mà ông đã thử thách và tin tưởng rất nhiều, để thay ông chăm sóc cô ấy đến suốt cuộc đời. Trên sân khấu lúc này đây là cặp đôi đã viết nên câu chuyện tình yêu thật sự trọn vẹn. Chú rể Minh Phan cùng cô dâu Huệ Nguyễn xin phép được ra mắt cúi chào tất cả quý vị. Về phía đại diện họ nhà trai, xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Tuấn Anh là mẹ của chú rể, Phan Hoàng Việt Hà là em gái của chú rể, ông Nguyễn Văn Mỹ và bà Nguyễn Thị Phượng là song thân của cô dâu. Quý vị mời hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để chào đón sự xuất hiện của hai bên gia đình chúng tôi, thưa quý vị. Là đại gia đình hạnh phúc chúng tôi xin phép được gửi lời cảm ơn và cúi chào đến tất cả quý vị ạ. Hai đang cùng nhau vun vén chăm sóc cho cây bàng non. Có thể nói một cái cây để có thể phát triển là nhờ vào sự chăm sóc yêu thương. Cũng giống như trong hành trình sắp tới, Minh và Huệ sẽ cùng nhau vun đắp cho ngôi nhà hạnh phúc của mình bởi chính sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau. Hôm nay là ngày lành tháng tốt 20/4/2024. Gia đình nhà trai chúng tôi có cơ cầu mang sang họ nhà gái để xin đón dâu. Chúng tôi xin các cụ nhận lễ và cho chúng tôi đón cháu dâu chúng tôi về làm lễ tân hôn tại gia đình. Tôi cũng xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ nhà gái có sức khỏe dồi dào, vui tươi, an lành, hạnh phúc và thịnh vượng. Xin chân cảm ơn họ nhà gái. Họ nhà gái chúng tôi xin tiếp nhận để bảo vệ tổ tiên cũng như ông bà để cho phép hai gia đình gặp nhau để cho hai cháu là thành hôn ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Con xin cảm ơn gia đình, cha mẹ, họ hàng hai bên và bạn bè đã có mặt ở buổi lễ ngày hôm nay. Cảm ơn mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng con, tạo điều kiện cho chúng con được thành đôi. Cảm ơn ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em trong gia đình đã luôn yêu thương
hộ và chuẩn bị những món quà hết sức ý nghĩa dành cho hai vợ chồng con. Chúng ta đã cùng có mặt trong một không gian vô cùng ấm cúng tại Gala Center. Rất hạnh phúc khi ngày hôm nay được chào đón tất cả quý vị khách quý là những người thân, những người bạn bè của Hay Bên Gia Đình, cô chú rể Minh Phan và cô dâu Hệ Nguyễn để cùng tham dự và chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn. Và mỗi sự hiện diện của quý vị trong ngày hôm nay đã làm cho khán phòng trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết, đánh dấu một cột mốc, một hành trình mới của Minh và Huệ, đó là hành trình hôn nhân. Họ đã sẵn sàng để bắt đầu cho những thử thách tiếp theo trong hành trình hôn nhân sắp tới, đó là trách nhiệm, thấu hiểu, sẻ chia. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Minh và Huệ chính là tình cảm yêu thương của rất nhiều những người thân và những người bạn bè. Chúng ta đã dành thời gian quý báu của mình đến để tham dự và chúc mừng hạnh phúc trong khoảnh khắc ngày hôm nay. Lời đầu tiên tôi xin phép được thay mặt hai gia đình cảm ơn quý vị quan khách đã tranh thủ thời gian hôm nay đến dự với buổi tiệc cưới của hai con chúng tôi. Gia đình chúng tôi xin nhận nơi đây vô cùng quý báu mà quý khách đã dành chúc phúc cho con hai chúng tôi. Một lần nữa tôi thay mặt hai gia đình xin trân trọng cảm ơn. Và quý vị ơi, ngay trong khoảnh khắc này đi, khi chồng hữu đến 1, 2, 3, quý vị và chúng ta hãy cùng hô thật lớn là chúc mừng. 1, 2, 3, chúc mừng. Kể từ ngày hôm nay về sau và mãi mãi, Minh và Huệ đã chính thức đơn phương.